Đây. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em xem video này vui vẻ nha. Ở video này thì Khải đang livestream trực tiếp trên kênh mới. Anh em có thể ghé vào kênh mới ủng hộ Khải một subscribe cho vui nha anh em. Sắp được 1000 sub rồi. Và ở cái lần event mini này thì Khải sẽ tặng anh em vắng là 50k cạc như thường xuyên thôi. Thì cũng như là khích lệ anh em tinh thần ủng hộ Khải kênh mới này. Và cái video này Khải sẽ up lại nha anh em ơi. Cái video này Khải sẽ up lại trên kênh nha. Và ở cái lần này thì Khải sẽ ăn một lúc 2 event nha anh em. Nên là anh em dự đoán cận, anh em hãy nhớ là dự đoán một lần tặng 4 cái này luôn nha anh em ơi. Thì 1000 bánh đậu xanh và 1000 bánh thập cẩm. Thì anh em cứ dự đoán thử bây giờ Khải lên được bao nhiêu cấp và bao nhiêu phần trăm. Anh em nào mà dự đoán nhanh và chính xác nhất thì sẽ nhận được 50k cạc từ Khải nha anh em ơi. Hôm trước thì cũng có người trúng, Khải cũng đã trao rồi. Có một chút sự nhầm lẫn nhưng mà sau khi kiểm tra lại thì ok, Khải đã trao đúng người rồi anh em ạ. Và bây giờ thì Khải sẽ bắt đầu reset event. Bắt đầu reset event. Đó, tại vì cái event bánh thập cẩm này anh em thì Khải đã ăn full 1000 lần trước rồi. Thì ở cái lần này thì Ader cho reset 500 xu và để bắt đầu ăn lại từ đầu thì mình sẽ được thêm phần trăm và đồ đạc này nọ anh em. Đó, thì bây giờ Khải sẽ reset event và Khải sẽ bắt đầu múc 2 event một lúc cho anh em xem luôn. Thì lần này Khải ăn 2000 bánh nha anh em. Khải ăn 2000 bánh, 1000 bánh đậu xanh và 1000 bánh thập cẩm. Đó, reset anh ơi. Rồi ok. Đầu giờ bắt đầu Khải sẽ lên hoa sơn. Xong rồi cắn cho anh em xem. Khi nào Khải bảo bắt đầu dự đoán thì anh em mới có quyền dự đoán nha. Hoa sơn. Anh hai bánh Evan lên bao nhiêu cấp cộng bao nhiêu phần trăm nhận cả 50k dự đoán nhanh. Rồi, Khải sẽ lên cầu. Chỗ này có gì đây? Tối nguyên liệu trung thu rồi đây. À đây. Rồi, bắt đầu anh em dự đoán đó. Khải delay cái video này 30 giây nha anh em. Khải sẽ đứng đợi thêm 30 giây. Sau cái chữ... Rồi, hiện tại bây giờ cũng đã có một số anh em đã chat comment rồi. Khải sẽ tính vào cái dự đoán comment này nha. Đầu tiên đó là Sơn Nguyễn nè, dự đoán 110.58%, Misa 110.47%, Pháp Võ 110.65%, đó, Luke có 110.53%, Môn Môn 3 110.51%, Phát Nguyễn. Đó, anh em chỉ dự đoán một lần duy nhất thôi nha, tại vì anh em có comment hoặc là anh em sửa chữa thì Khải sẽ biết nha anh em. Anh em chỉ việc comment một lần duy nhất thôi. Nếu mà anh em đúng thì kiểm tra là đầu tiên anh em đầu tiên thì anh em sẽ nhận thôi. Rồi ok, cứ dự đoán một lần duy nhất thôi nha anh em, nó khỏi bị lộn nha. Tí nữa Khải sẽ show lại cái video trên cái livestream này cho anh em xem thử ai sẽ là người chính thức nhất và nhận ngày 50k cho vui nha. Nói chung là cũng cảm ơn anh em thời gian qua đã ủng hộ kênh mới của Khải đạt gần 1000 subscribe nha anh em. Gần 1000 subscribe rồi mọi người ơi. Ở video này thì cũng mong rằng anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông theo đỡ theo dõi những buổi livestream từ kênh của Khải cũng như là ủng hộ Khải cho vui nha anh em ơi. Rồi ok, không để anh em chờ đợi lâu nữa, bây giờ Khải sẽ ăn event đây. Đó, đầu tiên thì Khải sẽ ăn 1000 bánh đậu xanh trước và tiếp tục sẽ là liên tiếp là 1000 bánh thập cẩm luôn. Đó, thì anh em cứ dự đoán hên xui trong 2k bánh này cấp bao nhiêu thì ai đúng chính xác nhất sẽ nhận nha. Ok. Nước anh. Ôi. Lòng đèn uống. À lòng đèn thường, cho lòng đèn thường nè. Đó, khá nhiều anh em dự đoán, cứ dự đoán thoải mái một lần một duy nhất nha. Một lần bài xanh boss. Một lần bài boss. Tiếp tục anh em ơi, cố gắng rồi. Mình đứng hoa sơn biết có đẹp đẽ hay không này mà chưa thấy gì đây. Đúng rồi. Rồi ok nè. Tất cả anh em dự đoán một lần duy nhất thôi nha. Không biết lên bao nhiêu nhưng mà ăn hết 1000 này nha anh em ơi. Không tính những cái vật phẩm bên ngoài như là thiết là hãng là bao hoặc là thiết là hãng là không tính nha. Khải sẽ ăn đúng 2000 bánh này là Khải dưng. Đó là ai may mắn trúng với một số may mắn cấp với lại phần trăm thì Khải sẽ tặng anh em 50k cho vui nha. Wow. Mới anh có 250 cái được 3 lần bài boss rồi, có vẻ thơm nha. Kiếm cái 10 cái lần bài boss là đẹp luôn anh em. Rồi 250 cái chuẩn rồi, 250 cái chuẩn rồi. Mình bây giờ mình sẽ nhảy thành khác. 3 cái rồi. Mình sẽ nhảy thành khác. Bố lên, 3 cái rồi anh em. 3 cái rồi anh em ơi.
ba cái rồi anh em ơi, bốn cái rồi, kiếm hai cái chỗ này nó đi chỗ khác, bốn cái rồi. Hiện tại đang anh Evan bắn trung thu đậu xanh, đó là gọi là Evan tiền vàng anh em. Còn chút nữa sẽ anh tiếp là bắn trung thu thập cẩm sẽ là Evan tiền xu. 5 cái. Ok man, 6 cái đi thành khác. 6 cái đi thành khác. Còn mấy chục cái nữa thôi, 500 mấy cái nữa thôi. 500. Rồi ok, 6 cái rồi, đẹp. Lần này có vẻ rất là may mắn luôn. Hơn những lần trước luôn. Rồi 1 2 3 4 5 6 cái rồi. Cố gắng mà 500 cái này mà ra tròn 10 cái là đẹp tuyệt vời luôn. 10 cái, 12 cái là tuyệt vời luôn. Còn 500 cái nữa, cố lên. Ok, 7 cái rồi. Quá đã luôn em ơi, 7 cái rồi. Kiếm 10 cái. 8 cái. Trời ơi, quá thơm. Quá thơm, em vừa lần này quá thơm luôn em ơi. 8 cái rồi, thêm 1 cái là đi thành khác nào. Thêm 1 cái là 9 cái đi thành khác nào. 9 cái rồi, ok. Không ngừng, anh em có dự đoán thoải mái nè em ơi. Chỉ Khải chỉ tính một lần đầu tiên thôi. Khi nào ngừng Khải sẽ báo, Khải sẽ chốt không cho dự đoán nữa. Anh em bây giờ cứ dự đoán một lần người một lần. Một người một lần thôi. 9 cái rồi anh em ơi, quá đã luôn. 9 cái rồi. 10 cái, wow. 10 cái là bài boss, quá thơm. 10 cái rồi. Rắn, 2 cái nữa. Rồi, 2 cái nữa, cố lên. 2 cái nữa, cố lên. Còn 250 cái, cố lên em. 2 cái nữa, kiếm 2 cái nữa, 12 cái thôi. Mới có 10 cái thôi. 2 cái nữa. Ok, 11 cái rồi. Lần này anh vẽ mình rất là thơm luôn. Rất là thơm luôn. Anh em lưu ý là chỉ là 12 cái. What the hell, quá đã. Ôi ơi, lần này anh quá thơm luôn em ơi. Có lên được 13, 14, 13 cái. What the hell. 13 cái rồi, lên bài boss 13 cái rồi. 13 cái lên bài boss rồi. 14 cái không? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 14 cái lập kỷ lục nào. 14 cái, 15 cái luôn, lập kỷ lục nào. 14 cái rồi. 14 cái rồi, lập kỷ lục luôn. Trời ơi, Evan trước mà đánh được 7 cái rồi nè. Cũng tiền vàng được 7 cái, lần này được 14 cái. 15 cái, lên nào. Lên, còn mấy chục cái nữa thôi, lên. Lên. Anh em like chia sẻ 15 cái, lập kỷ lục luôn. Wow, 15 cái quá đẹp anh em ơi, 15 cái lượt này boss, quá tuyệt vời. Rồi bây giờ Khải sẽ tiếp tục Evan tiền xu. Tiếp tục Evan tiền xu. Anh em ai chưa dự đoán thì hãy comment dự đoán ngay và liền anh em ơi. Đừng quên ủng hộ video này một like sẽ ủng hộ Khải nha anh em ơi. Wow, lần này phơ vãi rồi. Anh lòng 15 cái lượt này boss trong cái đó. Cái này là Evan tiền xu, thêm một cái rồi, cố lên. Này là Evan tiền xu anh em ơi. Đó, anh em cứ dự đoán đi. Tới bây giờ thì chẳng cho anh em dự đoán. Nhưng mà những dự đoán của anh em chỉnh sửa không tính nha. Mỗi người chỉ được dự đoán một lần một mà thôi. Tiếp tục khoảng tầm 300 cái thì Khải sẽ bắt đầu cho anh em ngừng nha. Khải, anh em hãy lưu ý cái comment trên kênh nha. Khải sẽ báo ngừng thì lúc đó sẽ ngừng nha anh em. Ui, cái này anh chưa cái gì hết, chạy khác thôi. Quá đã luôn em ơi. Tiếp tục. Một tinh hồng bảo thạch. Tiếp tục em ơi. Một lần mày bót. Ôi sao lần này anh lần mày bót nhiều nha. Bót ngon nhiều nha. Được rồi. Một pháo. Pháo tiềm năng ơi. Pháo kỹ năng ơi. Một bộ pháo rồi. Hai bộ cũng được. Cố lên. Ô tinh hồng bảo thạch nữa. Rồi nhảy thành khác rồi. Này không ổn rồi. Tường dương nãy chưa đứng nè. Rồi quá thơm. Pháo đi. Mà tiền thảo lộ. Anh em đang xem ủng hộ một like chia sẻ cho anh em ơi. Hello gần 200 anh em đang xem kênh của Khải nha. Chúc anh em xem livestream vui vẻ nha mọi người ơi. Lâu lâu thì Khải sẽ làm những cái mini game này nọ cho anh em xem cho vui. Rồi gì đây? Lệnh bài phong độ. Lần bài boss khá nhiều luôn. Evan này có vẻ là lần bài boss khá là ok đó nè. Ngon hơn Evan trước rất là nhiều luôn. Tại vì cảm giác nó rất là phê nè. Rất là phê. Đâu rồi. Kiếm cái nữa coi. Ui có vẻ như không ra gì rồi. Điều khác tiếp tục rồi. Dương Châu.
Anh em lưu ý chỉ mỗi người dự đoán một lần duy nhất anh em, tại vì tí nữa Khải sẽ kéo cái kênh lên nha. Kéo kênh lên nha. Tiếp tục. Tiền lộ 8 tiếng. Ủa, có vẻ tiền lộ 8 tiếng hơi ít nha. Lâm. Ui. Kinh quá, kinh quá. Rồi, bây giờ thì sẽ không cho anh em dự đoán nữa nha. Ngừng dự đoán tại đây. Ai may mắn sẽ nhận 50k cạn từ ý chọn. Rồi ok, ngừng dự đoán. Rồi ok, ngừng dự đoán nha em. Rồi những dự đoán tiếp theo không được tính rồi nha. Từ riêng không được tính nữa rồi nè. Đó, những dự đoán của từ riêng chỗ lại là không được đoán, tại vì khả năng báo ngừng rồi. Rồi tiếp tục. Ngừng dự đoán rồi, tiếp tục dự đoán xem. Còn 300 cái nữa coi. Một hộp, ôi là bài boss nữa. Khá là ok. Ô cái mùa này có vẻ ra là bài boss khá nhiều anh em ơi. Đẹp đấy, quá ngon luôn. Nhìn khác coi. Còn 292 cái nữa cho anh em xem. Kiếm gì đây, pháo đi. Pháo, kiếm bộ pháo, 2-3 bộ pháo coi. Tinh hồng bảo thạch. Tinh hồng bảo thạch. Tinh hồng bảo thạch. Tinh hồng bảo thạch nữa. Ôi đủ tinh hồng bảo thạch khá là nhiều nha. Pháo đi, pháo đi. Chưa có luôn, đi thành khác đi. Đi thành khác đi. À, mình sẽ đi Thượng Dương thành đô. Thành đô này chưa đứng. 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 Kiệt Ngô không được tính này. Huy Nguyễn không được tính này. Lâm Trần không được tính này. Lý Huỳnh không được tính này. Tình Phạm không được tính này. Từ sau cái comment thì không được tính rồi nha em ơi. Hậu Đặng Bá không được tính luôn này. Cố lên. Cố lên. LX Vlog không được tính luôn này. Những comment về sau không được tính nha em ơi. Rồi còn hơn 100 cái thôi. Còn hơn 100 cái thôi. Wow. Tiếp tục. Wow. Hai phần pháo tiềm năng à. Hai phần pháo tiềm năng à. Hai phần pháo tiềm năng rồi. Đẹp 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 đẹp. Đẹp 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 đẹp. Kết thúc, kết thúc, trò chơi kết thúc. Ai sẽ là người dự đoán chính xác nhanh nhất đây? 50 lần, 50 cái nữa thôi. 50 cái nữa thôi, kiếm phong pháo nữa coi. 20 cái cuối cùng. Có vẻ như sắp hết vị trí rồi. Còn 30 ô trống, ok. Khải cắt lên bài boss ra giờ. Tí nữa Khải sẽ tính anh em giờ tính nha. 15 này. Được 22 lượt bài boss nè. 22 lượt bài boss rồi. Rồi, cất 22 lượt bài boss vào đây. Tiếp tiếp. Còn hai cái cuối cùng. Đó, ai dự đoán nhanh chính xác nhất thì nhận thôi anh em, nhận thưởng anh em. Khui. Khui. 110 67%. 110 cấp 110 67%. Chốt. 110 67% nha anh em. Đó, ok. 110 67%. Đó, ok chưa? Khải bỏ hết những cuốn máy này. Cuốn 4, ai chà chà, cuốn 4. Kỹ năng luôn đẹp. Ok, đẹp trai luôn, đẹp trai luôn. Rồi, Khải lấy hết ra cho anh em xem. Một trăm mười, 67%, chốt kèo. Ai sẽ là người dự đoán nhanh và chính xác nhất đây? Anh em cùng xem cái video trên kênh Khải. Khải sẽ sâu lại cho anh em xem. Đó, ok, chúng ta cùng xem nhẹ qua cái bức ảnh sau to màn hình để anh em cùng tham khảo xem ai dự đoán đúng. 110 và 67%. Đây, ở bên trên này thì cũng khá nhiều anh em dự đoán. Thì anh em nào dự đoán nhanh và chính xác nhất không chỉnh sửa thì Khả sẽ ok thôi. Còn những cái comment như đây này, ALVN này, dự đoán 1-2 lần, nếu mà nhiều lần là hãy bỏ thôi nè. Đó, như ALVN này, đơn giản vậy thôi nè. Ví dụ như ALVN đã dự đoán lần đầu rồi đúng chưa, mà cảm thấy sai, xong ông tiếp phần dự đoán thứ hai thì cái thứ hai gần đúng nhất, ông đem xóa cái đầu tiên thì coi như là người này coi như là bỏ rồi, không cần tính nha. Đó, tại vì nó như là biết rồi nè. Rồi, đầu tiên chúng ta đang thấy thì Phát Võ đã comment 110 65%, là một người dự đoán gần chính xác nhất, chỉ còn 2% mà thôi. Để xem thử ai dự đoán đúng nhất nữa hay không. Hiện tại anh Phát Võ đây rồi, chúng ta đã tìm ra một cao thủ đầu tiên.
phát vỏ đó, phát vỏ, phát vỏ, phát vỏ này, 110 này, 65%, dự đoán gần chuẩn nhất. Đỡ đi tìm xem nữa còn ai không. Rồi ok, đỡ xem đi nữa, đi tìm xem nữa còn ai không nha. Rồi đầu tiên này, để coi còn ai dự đoán đúng hơn nữa hay không. Tại giờ phát vỏ đầu tiên, Luke sai này, Mon Mon sai này, 80 sai, 89 sai, 99 sai, 75 cũng khá là xa, 75 khá là xa, 99 khá là xa, 68. Ok, đây, đây là người tiếp theo. 68 là gần hơn, gần hơn 65 bên trên nha anh em. Thuộc ngược lại thì anh ta chỉ chệch 1% mà thôi. Tà thần Mộc Vương. Đó, ông này là lại hơn ông kia rồi. Tà thần Mộc Vương, 110, 68%. Đó, chỉ thiếu hơn 1% thôi là ông này đang dự, đang là người chính xác nhất, đang là người có cơ hội chính xác nhất. Rồi, chúng ta cùng chờ đợi xem thử có ông nào đúng số 7% hay không. Nếu mà đúng số 7% thì sẽ đánh bật cái ông tà thần Mộc Vương này ra. Đây 70 thì dư rồi, quá dư rồi. 65 cũng không được rồi. 88, đợi xem có ông nào 67 không. Nếu mà có người 67 thì người đó sẽ lên ngôi giành cái cạc 50k trong ngày hôm nay. 64 bỏ, 30 bỏ, 65 bỏ luôn, 65 bỏ luôn. 42, 62, 40, 43, 63, 47, 60, 79, 73, 37. Những ông comment hai lần như thế này thì coi như là không tính nha anh em. Đó, tại vì chỉ cần rút lại thông báo là Khải biết à. Rồi, ok. Đây là người dự đoán đầu tiên con số 110 và 67% chính xác nhất trong một tối ngày hôm nay. Không ai hơn nữa rồi. Không ai hơn nữa rồi anh em ạ. Nam Đặng. Nam Đặng là người dự đoán đầu tiên và chính xác nhất 100%. Không còn gì phải bàn cãi nữa rồi. Nam Đặng sẽ là người nhận cặc 50k trong buổi livestream ngày hôm nay. Xin chúc mừng Nam Đặng luôn nha anh em ơi. Không còn gì phải bàn cãi nha mọi người. Đó, anh em thấy chưa? Nam Đặng. Nam Đặng này 110, 67% đỡ Khải xem thử ông này có xóa bình luận bên trên không. Nếu mà có xóa thì coi như bình luận này coi như bỏ nha nè. Đỡ Khải kiểm tra lại một lần nữa, Nam Đặng xem có hủy cái thông báo rút lại không. Và xem Nam Đặng coi có không. Nam Đặng người có không? Tại vì những ông mà rút lại thông báo là Khải biết ngay nè. Đó, ví dụ LVN này, Trưởng Thành rút lại thông báo này, đợi lại, đợi lấy cái thông báo thứ hai á thì coi như là đau tính đâu nè. Đó. Rồi, ok, chúng ta chính xác rồi. Bây giờ từ cái Nam Đặng trở xuống thì chúng ta không cần tìm hiểu xem ai nữa rồi anh em ơi. Ông Nam Đặng là người chính 100% luôn. Và là cũng là người đầu tiên đúng với con số 110 và 67%. Quá chuẩn xác luôn. Không còn gì phải bàn cãi nữa rồi. Rồi, ok. Chúc mừng Nam Đặng. Đây. Đó, Nam Đặng hãy liên hệ Facebook của Khải và để nhận cạc 50k anh em ơi. Đó, không còn gì phải sai nữa. Từ Đình Văn Ánh Đỗ Duy Ngọc Trần cho đây là không tính anh em, tại vì đã có người chính xác đầu tiên rồi anh em. Anh em đó, dạ thôi. Rồi, để coi xem thử còn khá nhiều dự đoán bên dưới nhưng mà không cần tính anh em ơi, tại vì đã có người chính đầu tiên rồi nên là những người thứ hai, thứ ba không cần tính nữa nha. Đó, ok, Nam Đặng. Có người Nam Đặng, Nam Đặng win đúng rồi anh em ơi, chuẩn rồi. Nam Đặng nhận tiền. Nam Đặng nhận tiền anh em ơi. Rồi ok, Nam Đặng nhận tiền. Còn những người kia thì không cần tính anh em, tại vì Nam Đặng là người đầu tiên. Còn những người thứ hai, thứ ba thì không cần tính nè. Đây, đây cho là chết lại lần cuối cho anh em xem nha. Chết lại một lần cuối cho anh em xem nha. Đây. Đó, anh em thấy không? Khải vẫn đang lưu cái dấu xanh này. Giờ chết ngược lại là bên trên nè. Từ Nam Đặng trở lên thì có ông nào 67 không? 37 này, 73 này, 79 này, 60 này, 47 này, 63 này, 43, 40, 62, 21. Rồi tiếp tục đây là 58, 65, 70, 64, 40, 83, 85, 24, 62, 54. Rồi tiếp tục 88, 65, 84, 70, 68, 99, 75, 75, 93, 95, 89, 80, 53, 65, 53, 65 này, 58. Rồi ok, không còn gì phải bàn cãi nữa mày. Nam Đặng nhận 50k nha. Chủ nhân kênh YouTube Nam Đặng, hãy inbox vào Facebook riêng dùm Khải và chat dùm Khải là mình đăng kênh YouTube Nam Đặng và đã có cái comment này lên cái Facebook cá nhân dùm Khải nha anh em ơi. Khải phát thưởng 50k nha. Rồi ok, cảm ơn anh em, nói chung là cảm ơn anh em đã ủng hộ cái video ngày hôm nay và cũng như là rất là vui. Này là kênh mới nha anh em.
nên kênh mới lập nên là cũng gần được 1.000 subscribe rồi. Khải mong anh em ủng hộ kênh này 1.000 subscribe giúp Khải. Sau này ví dụ như có những video vlog hoặc là những video nào hài hước vui vui, hoặc là những video bơ ca võ lâm, hoặc là những video solo này nọ thì Khải sẽ up trên kênh này nha anh em. Tại vì kênh này Khải sẽ làm một cái mạng khác, ví dụ như là cover nhạc cho anh em nghe này. Đó rồi lâu lâu sẽ up những cái trận bơ ca tống kim, hoặc là những trận solo 1v1 hoặc là 2v2. Đó, rồi anh em đừng quên ủng hộ like chia sẻ nha. Rồi, xin chúc mừng Nam Đặng nha.